Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga nói lượng vũ khí xuất xưởng mỗi tháng đã vượt mức cả năm 2022, khiến các doanh nghiệp cần thêm nhân lực. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov nói trong cuộc họp với các doanh nghiệp quốc phòng ngày 24 tháng 7. Kể từ đầu năm, sản lượng nhiều loại khí tài và trang bị kỹ thuật đã vượt xa con số của năm ngoái. Xét về vũ khí, chúng ta đã đạt mức số lượng bàn giao mỗi tháng đang nhiều hơn tổng đơn hàng thực hiện trong năm 2022. Bộ trưởng Manturov nói rằng gần như toàn bộ các tập đoàn công nghiệp quốc phòng đã duy trì được tiến độ làm việc chưa từng thấy cả về chất lượng và số lượng vũ khí. Ông nói, một số hỏng hóc đơn lẻ đã nhanh chóng được sửa chữa hoặc bù đắp bởi sản phẩm tương tự. Quá trình tăng tốc sản xuất cũng khiến các doanh nghiệp quốc phòng Nga thiếu hụt nguồn lao động, cần thêm khoảng 16.000 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng Manturov nói, cần có cách tiếp cận tổng hòa và đề xuất các tỉnh trưởng huy động thêm nhân lực và đưa ra những ưu đãi để thu hút cử nhân đại học tham gia ngành công nghiệp quốc phòng. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối năm 2022 nói rằng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga đang cải thiện tính năng vũ khí dựa trên kinh nghiệm từ những đợt thử lửa trên chiến trường, đồng thời hối thúc giới chức công nghiệp quốc phòng tập trung giải quyết những tồn đọng về kỹ thuật và tài chính nhằm tăng tốc độ bàn giao vũ khí cho quân đội. Trong hơn 17 tháng chiến sự, khi giới chuyên gia quân sự và quan chức quốc phòng phương Tây từng nhiều lần nhận định kho vũ khí của Moscow, trong đó có tên lửa có điều khiển, sắp cạn kiệt do tần suất sử dụng cao. Tuy nhiên, các tập đoàn quốc phòng Nga đã chuyển sang chế độ làm việc thời chiến để đảm bảo tốc độ xuất xưởng, đáp ứng nhu cầu chiến dịch tại Ukraine. Trước đó, hồi đầu tháng 6 năm 2023, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Medvedev, cho biết tốc độ chế tạo vũ khí vượt kỳ vọng với hơn 600 xe tăng xuất xưởng. Xét về các tiêu chí sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự, chúng ta đã đạt mức từng được cho là ngoài sức tưởng tượng. Tất nhiên, tôi sẽ không đưa ra những con số cụ thể vì nhiều lý do. Ông Medvedev nhấn mạnh nền công nghiệp quốc phòng Nga đang thể hiện những số liệu ấn tượng với các khí tài quan trọng như xe tăng và đạn pháo. Cụ thể, chỉ trong năm nay, ngành công nghiệp của Nga đã xuất xưởng hơn 600 xe tăng. Theo báo cáo tổng hợp của ORIC, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở ở Hà Lan, hơn 2.000 xe tăng Nga có thể đã bị phá hủy hoặc bị tịch thu trong hơn 15 tháng xung đột với Ukraine. Theo ORIC, phần lớn thiệt hại về xe tăng của Nga chủ yếu do chiến dịch tiến công bất thành nhằm kiểm soát Kiev vào đầu cuộc xung đột, khi đoàn xe bị ùn ứ và liên tục bị Ukraine tập kích. Nga cũng chịu thêm tổn thất về xe tăng trong nỗ lực tiến công thành phố Ukleda ở tỉnh Donetsk và sau đợt phản công chớp nhoáng của Ukraine ở Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về báo cáo của ORIC. Giới chuyên gia phương Tây nhận định khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã điều khoảng 3.000 xe tăng trong biên chế tiến vào Ukraine, chủ yếu là những mẫu hiện đại. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh gần đây nhận định lực lượng thiết giáp Nga đã rút được nhiều kinh nghiệm điều chỉnh chiến thuật và áp dụng hàng loạt cải tiến để thích ứng với thực tế chiến trường Ukraine. Sau khi hứng chịu nhiều tổn thất, Nga đã rút nhiều mẫu xe tăng đời cũ như T-55 và T-62 từ kho niêm cất để triển khai đến Ukraine. Chúng không tham gia mũi nhọn xung kích và tấn công trực diện vào phòng tuyến của Ukraine. Thay vào đó, quân đội Nga sử dụng những xe tăng này như bệ pháo cơ động, làm lực lượng dự phòng cho pháo binh, cung cấp hỏa lực yểm trợ tầm xa cho bộ binh và tham gia đột kích chớp nhoáng vào điểm yếu của phòng tuyến Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.